một ngày mới bắt đầu và chúng ta vẫn đang sống trong một môi trường độc hại, ô nhiễm nặng nề với những mầm mống bệnh tật từ thực phẩm bẩn. Theo những khảo sát gần đây, có đến 1/3 số người khảo sát lo ngại sức khỏe của mình sẽ giảm sút trong 5 năm tới. Nhưng chỉ có 26% số người được hỏi cho biết họ chủ động giữ gìn sức khỏe. Nghĩa là có đến 74% người Việt chưa thực sự hành động để sở hữu một cuộc sống khỏe mạnh và chất lượng hơn. Minh Viên xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Smart Life, cuộc sống thông minh trên kênh truyền hình FBNC. Thưa quý vị, với chủ đề ngày hôm nay thì Minh Viên nghĩ là tất cả các chị em phụ nữ sẽ rất là quan tâm, đó chính là chống lão hóa. Xin mời quý vị cùng theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi cùng với bác sĩ Tsuyoshi Fujimoto đến từ Bệnh viện Quốc tế DNA. Xin chào bác sĩ, rất cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Và để bắt đầu câu chuyện của chúng ta thì thưa ông, được biết là người Nhật là một quốc gia mà nổi tiếng là có tuổi thọ trung bình lâu nhất trên thế giới. Vậy thì không biết là họ có bí quyết gì ạ? Người Nhật Bản rất chú động thăm khám định kỳ để có kế hoạch tài chính điều trị hợp lý, không gây ra cú sốc về chi phí cũng như không tác động về tinh thần cho người bệnh và gia đình. Bên cạnh đó, sự phát triển của công nghệ tại Nhật Bản cũng đóng góp rất lớn cho ngành y tế nói riêng và chất lượng cuộc sống nói chung. Vâng, ngoài ra thì chúng tôi cũng được biết là Nhật Bản đã giành được giải thưởng Nobel y học về tế bào gốc. Vậy thì điều này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sự chăm sóc và điều trị sức khỏe tại Nhật Bản ạ? Tế bào gốc cho thấy khả năng giúp phục hồi và điều trị tuyệt vời khi cơ thể bước vào giai đoạn lão hóa. Vì thế mà tế bào gốc không chỉ là một trong những liệu pháp điều trị của riêng người Nhật Bản tin dùng, mà hàng năm có đến hàng ngàn người nước ngoài đến Nhật Bản để được tiếp cận với thành tựu y khoa thế giới này. Vâng, có thể thấy là tế bào gốc chính là một cái thành tựu trong cái cuộc cách mạng chống lão hóa toàn diện. Vậy thì tế bào gốc nó sẽ tác động như thế nào lên cơ thể ạ? Lão hóa là hiện tượng các tế bào trong cơ thể bị chết đi hoặc hư tổn, suy thoái chức năng. Các tế bào này có thể được thay thế bởi các tế bào gốc, có khả năng sửa chữa, thay thế các tế bào hư tổn, đồng thời kích thích tái tạo lại các tế bào mới, giúp tái cung cấp tế bào cho hệ miễn dịch và từ đó giúp níu giữ sự trẻ khỏe hơn 10 tuổi cho cơ thể. Nhưng mà đối với bản thân Minh Vi cũng như là tất cả mọi người thì sẽ có những cái thắc mắc tương tự như thế này, đó là khi chúng ta dùng tế bào gốc để điều trị thì có gặp những cái khó khăn nào không thưa bác sĩ? Công nghệ tế bào gốc đòi hỏi nơi điều trị phải đáp ứng đầy đủ công nghệ, trang thiết bị tối tân. Bệnh viện Quốc tế DNA chúng tôi đã hợp tác và chuyển giao hoàn toàn những thiết bị, kỹ thuật đáp ứng chuẩn công nghệ tế bào gốc Nhật Bản. Đặc biệt là chúng tôi sở hữu một viện nghiên cứu tế bào gốc, tại đây thực hiện quy trình tách chiết, nuôi cấy và lưu giữ tế bào, mở ra cơ hội điều trị tốt nhất cho nhiều người dân ngay tại Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi, những chuyên gia Nhật Bản cùng với những chuyên gia người Việt Nam liên tục hỗ lực nghiên cứu để tạo ra những phác đồ trị liệu hiệu quả và chuyên biệt cho từng thể trạng của người Việt. Vâng, và nhân cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về phác đồ điều trị theo từng thể trạng được không ạ? Điểm đặc biệt tại Bệnh viện Quốc tế DNA là chúng tôi sẽ xác định rõ ràng tình trạng cơ thể của bạn. Ví dụ như có độc tố, kim loại gì tích tụ, bạn có đang bị mất cân bằng hormone, thiếu dưỡng chất vitamin. Từ quy trình tầm soát toàn diện, chúng tôi sẽ có những liệu trình thải độc hoặc bổ sung cụ thể. Tiếp đó, đưa tinh chất tế bào vào để nâng cao hệ miễn dịch, giúp cơ thể khỏe mạnh, ngăn ngừa sự phát triển của bệnh tật, giúp bạn tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn. Vâng, và một trong những cái câu hỏi rất lớn khi mà thực hiện cái chủ đề về chống lão hóa đó là chúng tôi muốn biết được rằng cái liệu pháp trẻ hóa đến cả 10 tuổi bằng tế bào gốc vạn năng là gì ạ? Tế bào vạn năng là một trong những thành tựu nổi bật của việc hợp tác chuyển giao công nghệ. Liệu pháp trẻ 10 tuổi giúp các tế bào trở nên khỏe hơn, giúp cơ thể có nhiều năng lượng, khỏe khoắn một cách tự nhiên. Chúng tôi gọi đây là hành trình khỏe đẹp đến từng tế bào. Bởi khi sự điều trị đi từ gốc rễ sẽ đạt được hiệu quả tối ưu, từ đó duy trì sự trẻ trung hoàn hảo lâu dài. Bằng cách này, chúng tôi mong muốn người dân ngay tại Việt Nam sở hữu sự chăm sóc và điều trị tuyệt vời mà không phải đi ra nước ngoài, giảm bớt chi phí cũng như những lo lắng khi điều trị ở xa. Vâng, rất là cảm ơn bác sĩ Tsuyoshi đã dành thời gian cho một cuộc trò chuyện và chia sẻ những cái thông tin rất là ý nghĩa cho chương trình ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, thông qua chương trình ngày hôm nay thì Minh Vi nghĩ rằng quý vị đã có những cái thông tin rất là đầy đủ đối với chủ đề chống lão hóa và Bệnh viện Quốc tế DNA sẽ là một địa chỉ rất là uy tín khi quý vị quan tâm đến sức khỏe của bản thân mình cũng như là muốn chăm sóc cho những người thân yêu trong gia đình.